thanh niên vô danh ngồi ghế đá công viên 12 năm trước giờ đã là chủ tịch ngân hàng ACB. Khoảng hơn chục năm về trước, khi máy tính và smartphone chưa nở rộ, như hiện tại thì TV là phương tiện giải trí hàng đầu với đa số mọi người. Những đoạn quảng cáo trên truyền hình cũng vì thế mà để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng khán giả. Và một trong số quảng cáo đình đám hồi đó là của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB, với đoạn nhạc từ bài Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mới đây, đoạn clip được một kênh TikTok chuyên chia sẻ những kỷ niệm của hội 9X đăng tải. Ngoài việc gợi lại ký ức, điều khiến dân tình bàn tán xôn xao là phát hiện chủ tịch hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy từng đảm nhận một vai trong clip quảng cáo này. Cụ thể, anh đóng một người trẻ đang ngồi làm việc giữa công viên. Ở thời điểm đó, anh 31 tuổi và chưa giữ vị trí chủ tịch. Về phần Trần Hùng Huy, anh cũng từng công khai thông tin đóng quảng cáo này trên trang cá nhân từ năm 2018. Theo đó, chủ tịch ACB đăng ảnh rõ nét hơn để lộ sự thay đổi của bản thân theo thời gian. Được biết, anh Trần Hùng Huy sinh năm 1978, hiện đang giữ chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB. Anh từng là du học sinh, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh Đại học Chapman, sau đó tiếp tục học lên tiến sĩ ở Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ. Chủ tịch của ACB nổi tiếng là người gần gũi, thường xuyên chia sẻ về lifestyle trên trang cá nhân. Đỗ Mỹ Linh khoe body cực nuột đón tuổi mới, một chi tiết lộ rõ mối quan hệ với Đỗ Hà. Vốn là những cái tên đình đám trong showbiz, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều không lọt khỏi tầm ngắm các thánh soi. Thế nên mới có chuyện cặp đôi chị em nghi cạch mặt nhau khi xuất hiện tại Miss World hồi tháng 3 năm 2021. Khi đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã ôm eo trông rất thân thiết nhưng bị Đỗ Mỹ Linh gạt tay ra khỏi người, khiến netizen tranh cãi dữ dội. Sau đó, nàng hậu cũng lên tiếng khẳng định không có chuyện xung đột với đàn em. Bẵng đi một thời gian, hôm qua ngày 13 tháng 10 chính là sinh nhật lần thứ 25 của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Trên Instagram cá nhân, người đẹp Hà Thành hào hứng khoe lời chúc cũng như những món quà được nhận trong ngày đặc biệt. Đáng chú ý, Đỗ Mỹ Linh đã đăng ảnh bó hoa được nhận từ Đỗ Thị Hà kèm dòng chúc mừng vô cùng đáng yêu: chúc chị Linh mãi xinh đẹp, thành công, hạnh phúc, mong sớm được ăn kẹo cưới của chị. Với chi tiết nhỏ này cũng thể hiện mối quan hệ của chị em cả hai vẫn thân thiết, tốt đẹp chứ không căng thẳng như lời đồn. Khoe giấy đăng ký kết hôn, vợ chồng Jay Kỳ bị netizen kém duyên phán bỏ nhau sớm, chính chủ liền đáp trả cực gắt. Đầu tháng 9 năm 2021, Jay Kỳ và bạn gái hot girl khiến công chú không khỏi bất ngờ khi thông báo có con đầu lòng sau 4 tháng hẹn hò. Và hơn 1 tháng báo tin vui, tối ngày 13 tháng 10, cặp đôi tiếp tục nhận vô vàn lời chúc tốt đẹp khi khoe giấy chứng nhận kết hôn trên trang cá nhân. Theo đó, Trương Hoàng Mai Anh đăng tải hình ảnh cùng chồng khóa môi cực ngọt ngào và trên tay là giấy đăng ký kết hôn. Bà xã Jay Kỳ háo hức thông báo giấy chứng nhận đã có chồng. Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khiến dân tình thả tim tới tấp, chúc cả hai sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, đặc biệt là sắp đón đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, trong khi dân tình chúc phúc cho cặp đôi thì bên dưới bài đăng lại có một netizen để lại bình luận kém duyên. Cụ thể, người này viết, bằng tuổi cưới chắc bỏ nhau sớm. Ngay lập tức, bà xã Jay Kỳ liền phản ứng, vui thôi đừng vui quá, có ngày cái mồm lại hại cái thân đó bạn. Màn đáp trả của Trương Hoàng Mai Anh nhận được hàng ngàn like từ dân cư mạng. Tiruju, Choi xuất hiện trong danh sách 47 nghệ sĩ có vết đen, không còn cơ hội xuất hiện ở Trung Quốc. 2021 là một năm chấn động với làng giải trí showbiz khi liên tục xảy ra những cuộc phong sát nghệ sĩ với nhiều lý do khác nhau. Trưa ngày 12 tháng 10, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao bởi một bảng danh sách được cho là danh sách những nghệ sĩ có vết đen sẽ không được cung cấp, tạo cơ hội xuất hiện ở Trung Quốc. Danh sách nghệ sĩ ô danh năm 2021 bao gồm 47 người, một số cái tên từng vướng scandal trốn thuế, ngoại tình từ nhiều năm trước cũng bị réo tên như sau: Lưu Hiểu Khánh trốn thuế, Mạc Văn Quân, Phòng Tủ Danh, Ninh Thái Tần, Trương Mặc, Cao Hổ, Doãn Tương Kiệt, Dùng Chất Cấm, Lý Tiểu Lộ, Trần Hách, Bạch Bách Hà, Trần Tư Thành, Trương Đan Phong, Trần Quán Hy ngoại tình. Tuy nhiên, tất cả đều là danh sách không thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố, còn Quảng Điện chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Điểm đáng chú ý là trong danh sách này lại có tên của Chu Tử Du, Tizuzu của nhóm nhạc K-pop Twice. Danh sách này đã lan truyền trên khắp các mạng xã hội gây ảnh hưởng không nhỏ đến nữ idol. Trước đó vào tháng 8, thông tin về blacklist có tên của Tiju này cũng đã từng nổi lên sau hàng loạt vụ thanh trừng cực khủng của những ngôi sao tên tuổi showbiz. Hiện tại, Bộ Văn hóa Trung Quốc đã nhanh chóng có thông tin đính chính rằng không tồn tại bản danh sách như đang được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cộng đồng K-pop vẫn khá hoang mang khi cái tên của Tiju liên tục lọt thỏm giữa những ngôi sao xứ Trung như vậy. Việc xuất hiện này của em Mootchai được cho là có liên quan đến sự kiện năm 2016 khi cô nàng đăng một bức hình trên mạng xã hội khiến fan Trung Quốc phật ý. Sau đó, dưới sức ép từ fan Trung Quốc, cô nàng phải lên tiếng xin lỗi. Kể từ đó tới nay, Tiju hầu như không xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong những danh sách tin đồn như trên. Tuy vậy, sau một thời gian dài, có thể thấy scandal khi đó cũng không quá ảnh hưởng đến hoạt động của Tiju hiện tại. Bởi giờ đây, Choi cũng chỉ tập trung phát triển tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc và Nhật Bản. Tiju đang có những người hâm mộ sẵn sàng yêu thích và ủng hộ mình.